Hồng Loan ra sân bay đón bà ngoại ruột sau 37 năm xa cách. Hồng Loan rất hồi hộp khi ra sân bay đón bà ngoại ruột. Bữa giờ chỉ liên lạc qua mạng xã hội, chứ Loan chưa được gặp trực tiếp bà ngoại ngoài đời. Cuối cùng ngày này cũng đến, Hồng Loan ra sân bay từ sớm để đón bà. Nói về sự xuất hiện lần này, Hồng Loan cho biết, chuẩn bị thẩm định nhà lần 3, bà ngoại nói muốn tham gia để ủng hộ tinh thần cho Hồng Loan. Nghe ngoại nói, Hồng Loan vô cùng xúc động. Ngoại đã già, vì thương cháu nên cố gắng vào Sài Gòn cùng cháu. Trước là ủng hộ tinh thần, sau là được gặp Hồng Loan. Vì quá nhiều năm rồi, bà mới được thấy cháu ngoại ở ngoài đời thực sự. Hồng Loan chia sẻ khi liên lạc được với bà, hai bà cháu khóc rất nhiều. Bà tâm sự về quá khứ để Hồng Loan có thể hiểu rõ hơn về lai lịch thực sự của mình. Chính có bà ngoại và những sự thật bà ngoại sẽ kể, Hồng Loan lại càng vững tin hơn mình là con ruột của bà Vũ Linh và sẽ là chủ nhân của ngôi nhà. Không ai được phép đồng sở hữu khi chưa có sự đồng ý của cô. Luật sư của Hồng Loan, con nghệ sĩ Vũ Linh cho rằng, kết quả xác minh nhân thân theo yêu cầu từ phía nguyên đơn càng khẳng định 100% Hồng Loan là con hợp pháp của cố nghệ sĩ. Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với bà Võ Thị Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh, bị đơn trong vụ tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố nghệ sĩ. Tại buổi làm việc, bà Loan được tiếp cận sao chụp tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án như công văn phúc đáp của Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận, về hồ sơ đăng ký khai sinh và nuôi con nuôi của bà Loan theo yêu cầu của nguyên đơn. Bản tự khai của Hồng Nhung, Hồng Phượng. Ngoài ra, bà Loan cũng có yêu cầu tòa án xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố của mình. Cụ thể, thẩm định tài sản liên quan đến việc yêu cầu nguyên đơn là bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh, di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 đường Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sau buổi làm việc, luật sư của bà Võ Thị Hồng Loan cho rằng những tài liệu chứng cứ do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cung cấp về nhân thân Hồng Loan càng khẳng định 100% Hồng Loan là con hợp pháp của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Như đã thông tin, sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, bà Võ Thị Hồng Nhung, 60 tuổi, em gái của nghệ sĩ Vũ Linh đã khởi kiện Võ Thị Hồng Loan ra tòa để tranh chấp thừa kế. Theo đó, bà Nhung đề nghị tòa tuyên hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Loan lập ngày 7 tháng 4 2023 tại văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của nghệ sĩ Vũ Linh, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 5 đường Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp ngày 23 tháng 1 năm 2015, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87 và 88, tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, do Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức cấp ngày 19 tháng 12 năm 1998, và một chiếc ô tô. Những tài sản này được sang tên cho bà Loan. Bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên như trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, bà Nhung còn yêu cầu chia thừa kế đối với hai thửa đất tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Diêu. Đến ngày 9 tháng 8, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận thụ lý yêu cầu phản tố của bà Loan. Theo nội dung phản tố, bà Loan yêu cầu nguyên đơn và bà Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 đường Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Hiện căn nhà này do bà Loan đứng tên. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án gồm ông Võ Thành Nhiêu, em trai nghệ sĩ Vũ Linh, bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh và văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến. Hồng Loan vừa tậu căn biệt thự mới nhờ ngày đêm buôn bán online. Hồng Loan chia sẻ vừa tậu một căn biệt thự tự thưởng cho mình sau nhiều tháng cố gắng buôn bán hàng online. Hồng Loan may mắn được khán giả yêu thương ủng hộ nên mới có được ngày hôm nay. Việc buôn bán thuận lợi, cô bác anh chị ủng hộ rất nhiều. Còn có nhiều cô chú chuyển thêm tiền tặng Hồng Loan nhưng Hồng Loan nhất quyết không nhận, chỉ nhận đúng số tiền mà mình làm ra thôi. Không tham lam như ai kia suốt ngày giữ hơi cậu để kêu gọi tiền từ thiện, rồi làm của riêng cho bản thân, nghiệp sẽ đến mà thôi. Việc Hồng Loan vừa mua biệt thự, đông đảo anh chị em nghệ sĩ vào chúc mừng, ngay cả khán giả cũng thương và chúc mừng sau nhiều năm quá cực khổ, bị gia đình chèn ép, thấp cổ bé họng, thì bây giờ Hồng Loan đã khác xưa rất nhiều, được mọi người yêu thương và nhất là việc kinh doanh của cô cũng đang trên đà phát triển. Bao nhiêu công sức mồ hôi giờ đây Hồng Loan đã đạt được một kết quả nhất định. Mới đây nhất, ca sĩ Nguyên Vũ đã tặng Hồng Loan số tài khoản ngân hàng ngày tháng năm sinh của nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan xúc động trước tình cảm của đồng nghiệp, của ba dành cho mình. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Nguyên Vũ đã chia sẻ việc tặng một món quà ý nghĩa cho con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vì biết cô đang bán hàng online và thường xuyên gặp trường hợp bị giả mạo, nên anh đã tặng tài khoản số đẹp có hẳn ngày tháng năm sinh của nghệ sĩ Vũ Linh. Nguyên Vũ viết, khi Vũ thấy em Hồng Loan bán hàng mà không có số tài khoản đẹp nên cũng dễ bị giả mạo. Vũ thì có số tài khoản đuôi 666888 của MB Bank chưa sử dụng nên muốn tặng Hồng Loan để em dễ bán hàng hơn. Và khi chợt nhớ ra năm sinh của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là 1958, Vũ đã làm việc với giám đốc chi nhánh MB Bank quận 1 và được hỗ trợ đổi thành tài khoản 1958-99999. 1958 là năm sinh của nghệ sĩ Vũ Linh. Năm số 9 là vĩnh cửu mãi mãi, có nghĩa là anh năm mãi trường tồn. Giờ số tài khoản MB Bank 1958
5 số 9 đã thuộc về chính chủ Võ Thị Hồng Loan và Vũ cũng là người đầu tiên chuyển tiền mua hàng cho em lấy may mắn. Đây là món quà nhỏ mà Vũ muốn dành tặng cho em ấy như một lời động viên chân thành và mong em luôn vui vẻ. Nhận được món quà tinh thần này từ Nguyên Vũ, con gái Vũ Linh đã không giấu được sự xúc động trong lòng. Cô gửi lời cảm ơn đến nam ca sĩ. Em cảm ơn anh hôm nay đã đến thăm ba và gia đình. Hơn nữa anh đã tặng em một món quà có ý nghĩa sâu sắc đối với em để giúp em trong công việc buôn bán. Em thật sự rất thích món quà này. Em gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Nguyên Vũ. Em chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe nha anh. Thời gian qua, lùm xùm kiện tụng tranh chấp tài sản của gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là chủ đề nóng hổi, được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Ngày 16 tháng 6, Hồng Phượng đã tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để tự minh oan cho bản thân, chính thức khẳng định không phải là người khởi kiện Hồng Loan về vụ tranh chấp tài sản mà là mẹ của cô. Hồng Phượng cũng nói thêm là mẹ ruột của cô sẽ khó thắng trong vụ kiện này. Đến trưa ngày 18 tháng 6, con gái Vũ Linh cũng mở họp báo thông báo về lùm xùm của gia đình. Hồng Loan lên tiếng đính chính chuyện không chăm sóc gia đình trong những ngày bệnh tật ở bệnh viện. Điều này là hoàn toàn sai. Loan ở suốt với ba, trong đó cùng chị Nga là 2 tuần. Tiến triển bệnh của ba nằm phòng cấp cứu ở đây. Tôi nằm bên, đối diện, thấy hết. Tôi rất đau, không biết làm sao cứu ba. Cái ngày ba hôn mê phải chở ba về, gia đình cũng do dự không biết có nên đưa ba về hay không, sợ ba mất trong đó. Hồng Loan nhấn mạnh trước báo chí, tôi có quỳ lạy cô Sáu cho ba về, bao nhiêu tai tiếng tôi chịu hết, tôi sợ mất ba trong đó thôi. Còn những người ai nói Loan không lo là hoàn toàn không có. Lúc Loan ở nhà, chồng cũng tự xách xe chạy đến bệnh viện để phụ với chị Nga lo. Lúc đó dịch ở bệnh viện không cho ở chung nhiều nên cả hai thay nhau chạy đi chạy về. Tôi không bao giờ bỏ ba, ba ở bệnh viện nào tôi ở bệnh viện đó. Con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho biết chuyện khiến cô buồn nhất là khi ba vừa ra đi, gia đình đã xảy ra ồn ào tranh chấp tài sản. Cá nhân cô khá hổ thẹn, thấy có lỗi với ba. Tôi không muốn chuyện xấu lan ra ngoài để mọi người chê cười ba, vì khi còn sống ba tôi đã rất kín tiếng về đời tư, hào quang rực rỡ. Hiện tại tôi chỉ mong mọi chuyện mau chóng được giải quyết trong êm đẹp. Tôi mong gia đình được êm ấm để ba tôi được yên nghỉ. Sau này tôi cũng xin phép buôn bán ở căn nhà của ba để có thu nhập lo cho gia đình và để ba tôi được yên lòng. Con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trải lòng. Hồng Loan cho biết cô không muốn dính dáng đến kiện tụng. Tuy nhiên trước sự không rõ ràng liên quan đến sao kê tiền phúng điếu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, khi cả hai mẹ con Hồng Loan đều tự ý quyết định không hỏi ý kiến, khiến cô buồn lòng và thấy mập mờ. Khi được hỏi về chuyện kiện tụng, Hồng Loan đáp: trước giờ tôi cũng không muốn dính đến kiện tụng gì hết, nhưng nếu cô Sáu đã kiện tôi chấp nhận đi hầu. Tôi chỉ sợ ba buồn ảnh hưởng đến ba, còn tôi chịu được hết. Mình trước giờ cũng không muốn dính líu đến kiện tụng gì, nhưng bây giờ cô Sáu đã kiện thì con đi hầu thôi. Em sợ ba buồn ảnh hưởng đến ba. Tại buổi họp báo giải thích về lý do yêu cầu mẹ con Hồng Phượng ra khỏi nhà, Hồng Loan cho rằng cô cảm thấy không an toàn và áp lực khi sống chung. Từ nhỏ lúc cô Sáu về cũng tạo áp lực rất nhiều. Lúc đó tôi còn đi học, cảm giác không muốn ở nhà nữa, chỉ muốn đi luôn cho người ta thoải mái. Hồng Loan thẳng tay dọn hết đồ mẹ con Hồng Phượng ra khỏi nhà để đón năm mới. Nhận được lệnh dọn đồ ra khỏi nhà Hồng Loan, trước sự ngang ngược của mẹ con họ nhất quyết không dọn đi, cứ để yên đó, chọc Hồng Loan tức chơi. Hồng Loan giờ không còn ngán ngẩm ai, mình không bảo vệ mình thì trời chu đất diệt, không để họ được như ý nguyện. Hồng Loan thuê thợ sửa khóa, phá cửa cho người dọn hết đồ mẹ con cô Sáu. Ai ngờ trong lúc dọn phát hiện vật lạ, nghi là đồ tà ma. Hồng Loan tái mặt, dọn càng nhanh càng tốt, đưa về trả hết cho mẹ con họ. Ca sĩ Hồng Phượng được sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Cậu của cô là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ Tiểu Linh, còn mẹ cô cũng là cô đào nổi tiếng một thời Hồng Nhung. Chính vì thế mà cô được thừa hưởng máu nghệ thuật từ gia đình. Tuy nhiên bên cạnh đó cô cũng phải chịu nhiều áp lực khi khán giả luôn đưa ra sự so sánh giữa những cái bóng quá lớn từ mẹ và cậu của cô. Thời gian qua, Hồng Phượng đối mặt với nhiều ồn ào liên quan đến mâu thuẫn gia đình từ sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời. Cô nói đã trải qua một thời gian căng thẳng vì bị hủy nhiều chương trình biểu diễn và không dám đồng ý tham gia các sự kiện khác vì lo sợ bị tấn công bởi những người quá khích. Cô cho biết những tin đồn vô căn cứ và sự quan tâm quá mức của dư luận đã ảnh hưởng không chỉ đến cuộc sống của cô mà còn khiến cho tinh thần của cô luôn căng thẳng. Thậm chí, Hồng Phượng còn bức xúc cho rằng thời gian qua hàng loạt tài khoản giả mạo cô được lập ra trên các nền tảng mạng xã hội. Những tài khoản này đưa ra các phát ngôn sai lệch hoặc để lại bình luận tiêu cực khiến nữ ca sĩ bị chỉ trích. Tôi đã lập vi bằng tài khoản mạng xã hội cố tình sỉ nhục, bôi nhọ, vu khống và triệt hạ danh dự. Tôi cũng gửi đơn tố cáo về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự và hành vi vi phạm Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của các Facebooker, TikToker cá nhân trên mạng xã hội đến cơ quan thành phố Hồ Chí Minh. Thanh tra Sở và Bộ Thông tin Truyền thông, Hồng Phượng nói: hiện tôi đang ở nhà bạn hoặc thuê khách sạn ở tạm. Tôi và mẹ mình là người vô gia cư, nữ ca sĩ nói. Hồng Phượng nói, hiện tại mong ước lớn nhất của cô là khán giả hiểu khách quan về câu chuyện ồn ào vừa qua, nữ ca sĩ mong muốn được trở lại sân khấu, làm nghề. Ngoài những mong muốn này, cô nghẹn ngào nói, nếu được thì mong vẫn còn cậu, tức nghệ sĩ Vũ Linh bên mình.